Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái dạng súng ở dưới cái ao nhà mình nó rất là sung. Sẽ làm một cái chậu súng nho nhỏ, trong đó nó giống như một cái ao thủy sinh nho nhỏ trong đó. Dính cứ ngắt cái dưới đây rồi. Không à, quậy gì cho đất cát không ăn gì con. À, có thằng em ba bê nó về, thằng con Lucy nó cũng vui hơn các bạn. Những rễ của nó nhìn cũng lạ ha. Này cục cục cục. Cái nào lá nào mà héo nó xấu thì nó bỏ đi nó lên tực mới ha. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay là thấy cái dạng súng ở dưới cái ao nhà mình nó rất là sung. Còn ở bên phía bên chuồng chim bên Nam Ngô Farm bên kia thì chưa có cái chậu súng nào hết. Nó hơi khô khan quá. Đang tính là sẽ làm một cái chậu súng nho nhỏ, trong đó nó giống như một cái ao thủy sinh nho nhỏ trong đó ha, cho nó đẹp. Giờ đang tìm cách vớt súng là nó biết vớt cách nào đây nè. Không lẽ nó phải lặn dính cứ ngắt cái dưới đây rồi. Kéo lên nó đứt. Kéo lên thì nó đứt. Mình đang làm biến xuống nước các bạn. Đúng ra phải nhảy xuống dưới bơi luôn á. Này súng Việt Nam mình nó hơi bự ha. Hay quá, đây có chậu súng Thái thì chơi được không ta? Này coi, mình chơm ở bên này đi cho nó nhẹ. Này nó một nồi dưới này nè. Mấy này mốt làm cái thủy sinh gì mà kia cũng được nè, rêu rong gì tùm lum luôn nè. Mình mới lấy này mình thả vô đây nó mình tách ra, mình chia nhỏ cái này ra nè, lốt cái này nó nhảy tiếp, còn cái này mình thả vô trong kia thì nó lại nhảy tiếp nữa. Ok rồi, để vậy đi. Lát mình sẽ ra đây, mình sẽ nhổ những cái cây súng này. Đem kia bây giờ mình sẽ chuẩn bị chậu trước ha. Đây, qua đây cái khu này, cái chậu chậu không. Kiếm một cái chậu nào, tại vì cái này là mình mục đích là mình làm một cái chậu nước, đâm ra là cái nào nó phải bít cái lỗ ha. Không mà nước nó chảy đi hết. Đây có này che sẵn đây nè. Còn nhỏ nhỏ vậy thôi. Giờ kiếm một cái làm cái đôn. Cái đôn. Đôn nào nó cao cao chút xíu á. Hình như trong kia có cái đôn, thôi vô kia lấy đôn đi. Đây, làm này trước. Giờ vô rửa vệ sinh cái này. Cái này sung sung thả mấy con cá bảy màu cũng đẹp luôn. Ây da. Nặng à. Này vô phải hết đất nữa nha, nhớ nhắc anh lo làm đó anh quên luôn nè. Giờ kiếm chỗ uống cà phê của mình á, để nó đó mình ngồi mình ngắm nó cũng đẹp. Có chút xíu nắng. Tạm đâu đây? Tạm đây đi. Không, qua kia rửa. Đầu tiên phải rửa sạch này đó. Gì á?
Thả ra cho đi chơi nha. Sẵn thả ra cho nó chơi bạn ơi. La lối quá. Ra đi bơi. Ở đây. Trời 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 trời. Mặc ú. Đất cát không à, quậy gì trời, đất cát không ăn gì con. Kiếm gì trộm bê. Yêu. Phụ không? Phụ gì không? Có em ba bê nó về, thằng con Lucy nó cũng vui hơn các bạn. Có bạn, quậy. Thằng B lúc đầu về cũng hiền lắm. Con gì con Lucy mới đầu về cũng hiền cái gì. Giờ quậy với giặt á. Thì thằng B về ở đâu ảnh chỉ cũng dẫn dắt thằng này vô con đường đó luôn. Quậy luôn. Hôm qua anh mới thả cho nó đi ra ngoài chơi nữa. Mấy con kia gặp ớn luôn. Ót. Gì? Gì? Nó mê nước lắm. Ngày nào cũng đòi tắm á, thấy mình xịt nước là nhảy vô. Những cái chậu men này các bạn. Nhìn nó khá là cổ kính ha. Chưa sạch nữa nè. Mà nặng, cái này bị cái nó nặng quá. Nhìn nó có màu của thời gian. Rồi, tương đối ổn rồi đó. Ráng vô nước thôi. Giờ đi kiếm cái đôn. Xong mình vô nước. Rồi mình ra kia mình hái. Mình hái bông súng. Thu hoạch bông súng. Coi bữa nhớ cái đôn nằm ở đâu. Con đi đừng có cản đường con đi. Cản đường quá vậy. Ôi da, trời ơi, nặng quá. Đó chơi bonsai mấy này là những cái đôn bonsai các bạn. Đôn để chậu cây. Cái này dân trong nghề gọi là cây đá. Trời ơi, nặng quá. Nặng quá, nặng quá, nặng quá, nặng quá. Ây da. Phê luôn. Phải chi hai đứa bay mỗi đứa mỗi đứa phụ một bên xong rồi phát cho cái bùi nhùi nè. Rồi lao đi, lao chứ không phải cắn. Gì vậy, lộn rồi. Đây là B lao này mà ẩu rồi. Đây. Bữa cái mái nhà này, bữa cái chuồng này cho con bê nó mới đem về. Thì lúc đó nó chưa có cái mái nhà này. Mà mình cũng ý y là hôm đó là hết mưa, mùa này hết mưa rồi. Thì mình cứ để không vậy thôi. Ai ngờ đó tối đó mưa lớn quá, mình phải chạy ra mình lấy cái áo mưa. Mình che đỡ cho ảnh. Vậy mà ảnh giật xuống ảnh xé tanh bành luôn. Rồi né né cho anh làm việc coi nào. Mấy cái chậu đất nung rồi mấy cái cây nước đá nè. Mấy sản phẩm này này là ngay xứ của mình luôn, lấy thiêu Bình Dương. Đây là chủ lò nhiều.
Bây giờ định vị đặt đâu được đâu anh em. Để coi. Giờ để đâu được ta? Để góc này ngồi cà phê mình. Ngồi đây ngắm cũng được ha. Để dưới này đó. Để sát sát vô cây kìa. Hay mình để đây. Kế bên cây này luôn. Cũng được á. Gần nguồn nước đâu. Hồ cá nuôi bảy màu cũng đẹp lắm á. Có điều là không thấy được mặt này. Nhìn từ trên xuống thôi. Không mà mấy cá. Nói vậy thôi chứ cá bảy màu ở đây sợ ông thọ với mấy bạn chim quá. Nó đậu xuống. Nó múp đó. Vô nước đầy chứ không phải mình đi qua kia mình lấy súng ha. Uống nước vậy mới mát đúng không? Để nó tràn cũng được, để nó uống không? Tràn giống như là... Hồ vô cực hả? Dĩ bê ngồi đây chờ cái gì á. Đó, ủa rồi. Đó. Tụi này mê nước lắm. Đó, hai đứa. Ê như liếm cái kem bự khổng lồ. Liếm hoài còn hoài luôn. Tụi này cũng mê nước lắm các bạn, dòng chó này cũng mê nước lắm. Thiếu nước là nó nguy hiểm luôn á. Mất nước là nguy hiểm luôn. Rồi ok đi thôi. Bây giờ sẽ đi đi kiếm súng. Kiếm gì làm đựng súng đây. Cái này đựng muối rồi. Rồi đi. Rồi đứa nào tha này đây đây. Đi tôi thấy ghét không? Thôi đây đi đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài lá anh kêu vô mệt lắm. Chiều đi, chiều tới giờ anh cho ra chơi sao? Không kịp rồi các bạn ơi. Cho mày đi luôn. Đi qua đây. Bê 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 Lucy. Nó chạy kìa. Mình thấy có này. Không biết bông súng nó có cần đất không ta. Tại vì súng nó sẽ lên xuống theo mặt nước ha. Không biết nó giống bèo không biết. Bèo thì không cần đất rồi đó. Nhưng mà thôi rồi mình trồng thử không cần đất luôn. Mình chỉ thả thả súng rồi cho cái rễ cây nó hút nước nó lên. Mình nghĩ vẫn ok. Không biết có phát triển đẹp hay không thôi.
Sướng ha, được đi chơi sướng ha. Tết nhất rồi mình đã thay đổi không gian là chút xíu. Đây à, cái này rễ không, kín mít đây. Chậu này cũng lâu đời lắm. Làm sao cho hạn chế đứt rễ nhất có thể. Trời, gì vậy Lucy? Mày là con gái đó. Dễ cây gì không có miếng lá nữa. Thả vô luôn coi. Của cây này bẻ cây bên này đi. Đất có đồ dưới này nè. Leo xuống dưới quậy bị đuổi hả? Rồi, chắc như đây đủ rồi các bạn. Đủ rồi. Vô này vô chắc nước đục quá. Bê bê bê, trời gì vậy? Lo kêu tụi nó mén cho nó đâm đầu luôn. Bê 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 bê. Ngồi dưới nắng đứng lên cái mất phương hướng luôn các bạn. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, Lucy. Ham đi chơi ghê à. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, Lucy. 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 Ở chỗ đi chơi đi, đi trồng cây trước đi. Nhưng mà bây giờ cái này á, cái này nó đang dính đất ở trong này nè các bạn. Nó đang thù lùi luôn, mình thả vô nước chắc là nó đang thù lùi xấu lắm. Mình tính rửa thử cái rễ cho nó đẹp luôn, phơi rễ luôn. Rồi coi coi nó phát triển tốt hay không. Giống như Tết người ta cũng hay trồng mấy cái loại cây mà để khoe rễ. Gì ta? Lan Ý cũng có nè. Rồi như là rễ của củ thủy tiên đồ này nọ, rễ trắng muốt á, rất là đẹp sang. Làm thử cái đó coi. À, nông dân chính hiệu luôn, móng tay. Những rễ của nó nhìn cũng lạ ha. Này cục 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 cục. Này mình rễ mình rửa sạch mấy cái sình đất thôi chứ còn cái rễ của nó là chắc nó vẫn màu đen rồi. Cái rễ nó không có trắng. Đây là nguyên cái bó rễ của nó đây.
lá này héo rồi mình bỏ đi, sắp ra lá mới nè. Này, những cái rễ của nó ở dưới rồi, vậy thôi thả vô coi làm sao. Này cũng xấu quá, bỏ đi, chừa mấy lá đẹp thôi. Vô rồi nó cũng tan trong nước. Rửa bớt mấy cái sình đất đi. Mấy cái trắng trắng này là rễ non nè các bạn. Này cục đất. Chịu vô vậy hả? Đó, cũng bắt đầu gì và này nọ rồi đó. Ok các bạn, vài phút thôi là cái nhà của chúng ta sinh động liền. Cái này anh em bà con ở ở chung cư rồi là vẫn chơi được, ra ngoài lan can đồ. Có cái hồ nhỏ nhỏ, hai ba con cá. Rồi gốc cây xanh. Cái nào lá nào mà héo xấu thì nó bỏ đi, nó lên tược mới ha. Cái này á, cái này để nào rảnh rảnh đi làm cả cái tiểu cảnh, có cái đi ra ngoài nó có mấy cái tượng nước nung ông lão ngồi câu cá, hay là cái cầu cầu gỗ, rồi cái mấy cái gì gọi là cái tháp rồi này nọ đó, chế vô. Đó là chơi kiểu cổ điển. Còn ai mà muốn chơi kiểu hiện đại á, ra kiếm mấy cái tượng hiện đại đồ để vô cũng vui vui. Ok anh em ha, cứ như vậy thôi. Thì nếu mà nó phát triển được tốt á thì nó sẽ nở ra đường cái. Thì mà theo mình nghĩ á, sen á bạn, sen á thì nó là cái cây cao dày, mực nước thì nó có nghĩa là sen thì nó bám rễ dưới đất, rồi nước lên cao lên xuống vậy nè. Còn cái này á, nó dạng nó nổi lên nổi xuống, mà mình không biết nó có giống bèo hay không. Bèo thì ok, bèo thì đơn giản rồi, bèo thì không cần đất gì hết trơn á, nó có mấy rễ, nước lên nó lên, nước xuống nó xuống thôi. Súng này thì nó về cơ bản nó cũng vậy, nhưng mà không biết nó có cần đất hay không thì mình cũng không biết nữa. Để chờ thử thôi nha, mình nghĩ chắc ok mà. Có một cái gốc xanh xanh đồ này nọ, cho mấy mặt lá nó ngửa lên. Cái này chúng ta để thì từ từ nó cũng sẽ tự điều chỉnh lại thôi. Ở dưới xếp ra cho đều ra là có một cái góc xanh mát trong nhà rồi. Này kim trời nó xuống á, ví dụ cái này nha, này các bạn để cái lan can nhà các bạn mà với điều kiện lan can không cần lưới không cần đồ gì á, thì các bạn để vậy nhiều khi kim trời nó xuống nó uống nước không chừng, thì cũng coi như là có cái chỗ chạm dừng chân cho nó đi ha, coi như chạm dừng chân cho chim rồi ghé xuống uống nước rồi đất lành chim đậu rồi cũng ok chứ bộ. Nước nó cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong phong thủy. Nhưng mà mình không chiên, chỉ nói vui vui thôi, để cho nhà có, người ta nói có nước có tiền mà. Đó, thì làm trước ban công một cái hồ nhỏ nhỏ vậy, thả một vài con cá bảy màu trong này. Thấy không? Nó bơi lội trong đây, vừa có sinh khí vừa có chuyển động nữa. Quá tuyệt vời luôn. Rồi ok các bạn, làm một cái góc nhỏ nhỏ để mà trang trí Nam Ngô Farm, cũng như là thay đổi phong thủy chút xíu rồi năm mới nó có gì hấp dẫn không. Chúc mọi người chuẩn bị bước sang năm mới ha, sẽ có nhiều thành công mới nè, sức khỏe dồi dào nè, và xem clip vui vẻ ha. Đói bụng thì nhớ ghé Nam Nô Nê. Bye bye.